sáng ngày 1 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tiếp tục khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà làm 4 người thương vong. Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 31 tháng 8, một căn nhà trên đường Hải Thượng Lãng Ông, thuộc xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, xảy ra cháy lớn, lửa bùng phát mạnh và có phát ra tiếng nổ. Lúc này, trong nhà có 4 người, gồm 2 vợ chồng cùng 2 con nhỏ. Người chồng đã kịp chạy thoát ra ngoài, còn vợ và 2 con nhỏ bị kẹt lại. Phát hiện vụ việc, anh Nguyễn Hữu Đắc, sinh năm 1988, là hàng xóm, đã lao vào căn nhà cháy để cứu người nhưng không may bị điện giật, khiến anh tử vong. Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ Công an tỉnh Bình Thuận đã huy động 20 cán bộ, chiến sĩ cùng 4 xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa và giải cứu 3 người mắc kẹt ra khỏi căn nhà cháy, đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, người phụ nữ đã không qua khỏi. Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết, tình trạng sức khỏe của 2 cháu nhỏ trong vụ cháy hiện đang rất nguy kịch, tiên lượng rất xấu. Sáng ngày 1 tháng 9, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khoảng 1 giờ 40 phút cùng ngày, đơn vị nhận tin báo cháy nhà của người dân trú tại tổ dân phố Đại Lợi, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng điều động đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Hồng Lĩnh xuất 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an huyện Đức Thọ tiếp cận hiện trường, triển khai phương án cứu chữa. Thời điểm xảy ra cháy có 3 người trong nhà. Các lực lượng tham gia chữa cháy đã kịp thời khống chế đám cháy, đưa được 3 người, gồm một phụ nữ cùng 2 cháu ngoại ra ngoài. Bước đầu, nguyên nhân xảy ra vụ cháy được xác định là do chập điện. Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua ấp 7, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, giữa xe khách giường nằm, xe máy cày và xe máy khiến một người tử vong, 2 người bị thương. Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ cùng ngày, tài xế, 38 tuổi, điều khiển xe khách giường nằm loại 52 chỗ. Trên xe chở hàng chục hành khách, lưu thông trên quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Tây Ninh đi tỉnh Đắk Nông. Đến ấp 7, xã Tân Thành, xe khách bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe máy cày do một người đàn ông, 29 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài, điều khiển, lưu thông cùng chiều phía trước. Cú tông mạnh khiến xe máy cày lao sang làn đường đối diện, quay đầu va chạm vào xe máy do hai vợ chồng, khoảng hơn 30 tuổi, chở nhau, khiến cả xe máy và hai vợ chồng bị kẹt dưới gầm xe máy cày. Vụ tai nạn liên hoàn khiến người đàn ông điều khiển xe máy tử vong sau đó, người vợ ngồi sau nguy kịch, tài xế xe khách cũng bị thương được người dân đưa đi cấp cứu. Ngày 1 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Đắk Minh, tỉnh Đắk Nông đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Hữu Vương, 34 tuổi, phóng viên thuộc Văn phòng Nam Miền Trung và Tây Nguyên, báo Công Lý, trụ sở đóng tại tỉnh Gia Lai, về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu, giữa tháng 7 năm 2023, sau khi biết được việc một người đàn ông trú ở huyện Đắk Minh chưa thực hiện đúng các quy định về quản lý, sử dụng đất nên Lê Hữu Vương đã gặp và yêu cầu ông này đưa tiền, nếu không sẽ viết bài đăng báo. Người đàn ông đã đưa cho Vương 2 lần với tổng số tiền 15 triệu đồng cùng một số đồ vật khác. Khoảng tháng 8 năm 2023, Vương tiếp tục yêu cầu người đàn ông đưa thêm tiền. Sau đó, ông này làm đơn tố giác gửi các cơ quan chức năng. Theo Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Nông, báo Công Lý chỉ cử phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, không đăng ký văn phòng thường trú. Tối ngày 31 tháng 8, Công an quận 12, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Diễm Trang, 35 tuổi, ngụ quận 12, về tội hành hạ người khác. Theo điều tra, Trang quen biết và là hàng xóm với gia đình nạn nhân, khu phố 3, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Do cha mẹ bé trai 8 tuổi bận đi làm nên gia đình nhờ Trang trông coi, chăm sóc, dạy kèm. Quá trình trông coi từ tháng 6 năm 2023, Trang ít nhất 10 lần dùng đũa tre, dây thắt lưng, cán chổi đánh bé trai. Chiều ngày 23 tháng 8, Trang phát hiện nạn nhân không làm bài tập nên bực tức, bắt cởi hết quần áo rồi kéo ra trước nhà. Trang dùng dây cáp internet cột một cháu vào trụ điện, dùng cán chổi đánh liên tục vào người khiến bé khóc. Tuy nhiên, Trang không dừng lại, tiếp tục đánh nhiều phát vào người nạn nhân. Hiệp hội Lương thực Việt Nam
gọi tắt là VFA, vừa có văn bản báo cáo văn phòng chính phủ về tình hình sản xuất, xuất khẩu gạo sau khi các nước tạm ngưng xuất khẩu gạo. Theo VFA, hoạt động xuất khẩu gạo từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 8 đạt 456.768 tấn, trị giá 155 triệu đô la Mỹ, so với cùng kỳ giảm 19% về số lượng nhưng trị giá tăng 30%. Tính đến ngày 18 tháng 8, vụ hè thu đã thu hoạch được sản lượng khoảng 5,495 triệu tấn lúa. Vụ thu đông đã gieo xạ 420.000 hecta trên 700.000 hecta diện tích theo kế hoạch. Lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ và một số nước đã đẩy giá gạo tăng mạnh so với thời điểm trước, tác động lớn đến thị trường thương mại gạo thế giới. Hiện nay, giá cả biến động tăng quá nhanh dẫn đến chuỗi cung ứng bị đứt gãy từ nông dân, thương lái đến chủ nhà máy xay sát chế biến và doanh nghiệp xuất khẩu gạo. Nguyên nhân chủ yếu do tâm lý chờ giá tăng khiến hợp đồng liên kết bị phá vỡ. Các doanh nghiệp xuất khẩu gặp khó khăn trong việc huy động nguồn hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký. VFA kiến nghị chính phủ bổ sung quy định cụ thể về cơ chế báo cáo, phân công một cơ quan quản lý về tình hình ký kết, thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo và hàng hóa lúa gạo tồn kho của các thương nhân có đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo Nghị định 107/2018/NĐ-CP. Bên cạnh đó, chính phủ bổ sung cơ chế quy định giá sàn xuất khẩu gạo nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất cho nông dân sản xuất lúa.